Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay cửa hàng em mới về được thêm một con máy thổi lá các bác nhá. Con này là thổi lá Robin hàng 4 thì đó, chuyên bác mình thổi lá điều, cao su, sầu riêng, công trình các thứ bác nhá. Rồi, trước khi em liệu video chi tiết hơn, bác nào mà xem được video thì nhớ em chút like, đăng ký kênh và cho thông báo. Số vàng là 0862 567 716 bác nhá. Đó, hôm nay em về một cây thổi lá này. Con này là thổi lá Robin. Đó, con này là NK8052H. Đó, con này hàng cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đó, bên em thì bán ship hàng toàn quốc này, nên bác được kiểm tra hàng, test hàng thoải mái nhá. Bảo hành nóng điện riêng thổi lá cho bác là 12 tháng. Đó, này là thổi lá 4 thì dòng xăng riêng, nhớt riêng các bác nhá. Đó, xăng phát đổ dưới này, bác đổ trực tiếp vào đây. Nhớt nhớt thì bác đổ ở đây. Đó, mỗi lần đổ tầm 200ml các bác nhá. Đổ khoảng là tầm 1-2 tháng bác thay lần. Đó, 3-4 tháng cũng được. Đó, cẩn thận thì 1 tháng. Con này là công suất là 80,6cc. Đó, 80,6cc Make in Japan. Đó, con này thì trọng lượng nó rơi vào tầm hơn 8kg một xíu. Đó, nhờ con này thì bên em rửa dọn ngon lành hết rồi bác nhá. Đó, lớp áo nó hơi bị bẩn một chút thôi. Đó, con này nhưng thực ra là thuộc hàng hệ sưu tầm. Đó, máy rất là đẹp luôn. Ống thổi, ống tiết thì còn rất là liền lạc. Đó, 1, 2, 3, 4 ống. Máy thì được trang bị công tắc này. Đó, tay ga bóp trên tay. Đó, sản phẩm khi bác mua máy thổi lá thì em sẽ tặng bác là đồ nối ống các bác nhá. Đó, con này thì dây đeo các thứ đủ nguyên này. Phần xốp này đeo cực kỳ là êm luôn các bác nhá. Dây đeo này, đó còn đủ nguyên. Đó, 4 thì dây xăng lọc gió thay rất là cẩn thận thôi. Chế là chế ra ngang này, chạy thì bao loại xăng cho bác nhá. Hàng này thì trước bác mình thổi lá điều, cao su, sầu riêng. Đó, thổi công trình các thứ các bác nhá. Mùa này mùa mưa rất là nhiều. Đó, các bác là tránh nấm mốc, sầu riêng bác mua dòng này các bác nhá. 4 thì bên em bao bác là chạy lợi xăng này, không có khói. Một bình xăng này bác thổi được khoảng tầm 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi bác nhá, chạy rất là lợi xăng luôn. Đó, máy thì được trang bị là trục giật trợ lực lớn. Đó, thế các bác mình có tuổi bác nào mình khó tính các bác nhá. Một cây này để cho bác giá lại báo giá luôn, cái này giá là 3 triệu bao ship toàn quốc. Máy bao đẹp bác là trên 90%, máy móc toàn bộ là nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá. Đó, máy móc nguyên zin nguyên bản. Đó, cực kỳ đẹp, cực kỳ liên lạc luôn. Đó, test nổ luôn cho bác này. Công tắc thì bác gạt xuống nhá. Máy móc thì được trang bị là trục giật trợ lực giữ. Đó, trợ lực. Rất là nhẹ nhàng luôn. Êm ái các bác nhá, không có khói luôn này. Test nó một xíu cho bác nhá. Đeo lên lưng. Đó. Rất là khỏe luôn các bác nhá. Đó. Cái dây đeo này thì em vừa mới chưa buộc chắc các bác nhá. Các bác vòng ra bác buộc lên là ok. Đói. Cái này nếu mà cái này nào trời mưa các bác nhá. Trời mưa thì thổi cái này thì nó sẽ bị hơi dính lên một chút. Nhưng các bác nhìn này, một khu này cực kỳ là sạch luôn. Đó, máy móc liền là công tắc cái chọc trên tay. Cái này để cho bác giá là 3 triệu bao ship toàn quốc. Máy thì rất là khỏe luôn các bác nhá. Thổi lá cây sầu riêng thì sử dụng con này rất là hợp lý luôn. Rồi, em xin phép kết thúc video đây. Bác nào quan tâm sản phẩm thì bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0862 567 716 nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.